xa, nhà thất bại, hội nhà văn Tố Bắc Hành lại hơi hấn dội với những kỷ niệm tháng qua, những hồi ức bất chợt. Nhưng chất liệu phiêu lưu có thấy đọc, đặc biệt là phiêu lưu trong ý tưởng và câu chữ vẫn nổi trội nên đọc khá lý thú. Văn bảy giới thiệu thiên đời thể thao và văn hóa về Đỗ Khờ và bút ký Rosa.